Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi rất là vui được chia sẻ cùng với mọi người một cái nội dung mà tôi có cái cảm hứng từ tiêu đề một cái cuốn sách, đó là Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Thế thì đây là cuốn sách rất nổi tiếng của Robin Sharma và đã có rất nhiều người đã thành công là nhờ đọc cái cuốn sách này. Thế thì tôi đã từng đọc cái cuốn sách này, nhưng mà hôm nay tôi không nói về nội dung cuốn sách mà tôi đã có một cái ý tưởng liên quan tới cái bìa cuốn sách này, tức là vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Chắc hẳn chúng ta phải thấy rằng là Ferrari là một cái xe nó rất là hiếm, nó rất là xịn và nhiều người trong số chúng ta ước mơ có được nó. Thế nhưng mà khi mà sở hữu được chiếc xe này rồi thì lại sẵn sàng là bán nó đi để trở thành một vị tu sĩ, thì cái tiêu đề cuốn sách này nó mới đưa ra chúng ta một cái suy nghĩ là liệu cái việc này nó có đơn giản hay không, nó có dễ làm hay không, và vì sao chúng ta lại phải làm cái việc như vậy. Thế thì ở đây dưới tiêu đề cuốn sách này nó có một cái câu nữa là gì ạ? Hành trình tìm về sức mạnh vô biên. Tôi ngỡ rằng là khi mà chúng ta có đủ tiền mua Ferrari thì chúng ta đã mạnh lắm rồi. Thế nhưng mà đây lại bán chiếc xe này đi để trở thành một vị tu sĩ thì mới là cái hành trình để tìm về sức mạnh vô biên. Phải chăng là cuốn sách này định đưa cho chúng ta những cái thông điệp? Thế thì dù là doanh nghiệp hay dù là cá nhân thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta nỗ lực để leo lên từng cái nấc thang trong cái sự nghiệp là một điều là vô cùng là khó khăn, gian truân nhưng cũng rất là vinh quang. Và có nhiều người đã mất cả cuộc đời của mình để đi tìm cái vinh quang đó, tìm cái sự giàu có. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu chúng ta đạt được những cái đỉnh cao đó rồi, đạt những cái dấu mốc quan trọng đó rồi, về mặt tiền bạc, về mặt địa vị, thì chúng ta còn hành trình nào khác nó thú vị hơn hay không? Và liệu chúng ta có dám từ bỏ cả cái ngôi trên cao mà chúng ta đang ngồi đó để chúng ta tìm tới những cái hành trình nó gian khổ hơn hay không? Đi Ferrari thì rất thích, rồi bán Ferrari đi để mà có thể là phải đi bộ như một vị tu sĩ chẳng hạn, sống một cuộc đời khổ đau, gọi như là trong cái mắt nhìn của nhiều người khác như vậy, thì liệu chúng ta có sẵn lòng không? Thế thì thay vì nói về câu chuyện về triết học nó cao siêu thì tôi xin phép được nói một câu chuyện giản đơn hơn là như thế này. Hiện nay có nhiều bạn trẻ của chúng ta được bố mẹ chăm bẵm, lo cho học cấp 3 trong một cái trường rất là xịn sò, rồi sau đó là có thể là hướng là đi học ở nước ngoài. Thậm chí là có nhiều bạn là lên cấp 3 đã được bố mẹ gửi đi học ở nước ngoài tại các quốc gia phát triển như là Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, vân vân. Và chúng ta nghĩ rằng là những người mà có cái điều kiện tuyệt vời như vậy thì rất dễ thành công trong cuộc sống và rất dễ là đạt được những đỉnh cao, ví dụ như là mua được cái Ferrari hoặc là mua được những cái biệt thự, rồi là nắm giữ những vị trí cực kỳ quan trọng trong tập đoàn đa quốc gia. Thế nếu mà mọi cái nó đều gọi như suôn sẻ như vậy thì chắc là cái con đường thành công của con người nó đã được vẽ sẵn, và ai trong số chúng ta cũng sẽ cố gắng đi vào con đường đấy. Thế nhưng mà vấn đề đó là có thực sự cái việc mà chúng ta có được cái thành công nó dễ dàng như vậy ở tuổi 30, ở tuổi 40, thậm chí có bạn 20 mấy tuổi đã thành công, công thành danh toại, là chúng ta đã có thể có một cuộc sống thật sự hạnh phúc và chúng ta có thể dừng lại được hay chưa? Hay chúng ta còn phải tiếp tục đi tìm những chặng đường khác và những thách thức khác nó thú vị và nó thực sự là hạnh phúc hơn? Cho nên ở đây ấy, có rất nhiều bạn nhìn cuộc đời góc độ là một chiều. Tức là tôi nói những người đó là sinh ra, cái bất hạnh lớn nhất của họ là không có bất kỳ một nỗi khổ đau gì. Họ sinh ra đã được ngậm thìa vàng, thìa bạc rồi, và mọi cái cứ theo một cái chiều thẳng đứng như vậy mà tiến triển. Thế nhưng rồi cuối cùng là sao? Họ vẫn phát triển ở một cái góc độ nào đó về mặt tiền bạc hoặc là về mặt địa vị trong xã hội. Thế nhưng mà khi mà làm những cuộc khảo sát hỏi họ có thực sự hạnh phúc hay không thì họ lại bảo là không. Họ vẫn cảm thấy rằng là cuộc đời đối xử với họ chưa tốt, và rằng là gia đình cũng chưa quan tâm quá đến họ, và họ cũng đang có một cái gì đấy gọi là bất mãn với cuộc đời và xã hội này. Khi chúng ta có một doanh nghiệp triệu đô, chúng ta muốn được doanh nghiệp 1 tỷ đô. Rồi là khi mà chúng ta có doanh nghiệp 1 tỷ đô thì chúng ta thấy là 1 tỷ đô chẳng là gì so với doanh nghiệp 10 tỷ đô. Rồi là khi mà chúng ta đạt đến vị trí là trưởng phòng, chúng ta thấy chẳng là gì so với anh vụ trưởng. Đạt đến vụ trưởng chẳng là gì so với bộ trưởng, thậm chí bộ trưởng vẫn chưa là cái gì cả, so với những vị trí còn cao hơn nữa. Và đặc biệt là khi mà chúng ta vươn tới những cái vị trí cao hơn như vậy Thì đúng cái thời điểm mà chúng ta chạm vào những cái đỉnh cao đó về mặt tiền bạc hoặc địa vị đó, thì bắt đầu lúc chúng ta cảm thấy nó không có ý nghĩa như những gì chúng ta đang tưởng tượng và suy nghĩ. Cho nên ở cái tuổi này tôi bắt đầu mới nhận ra một điều rằng là gì ạ? Hạnh phúc là cả một cái hành trình. Và chúng ta hàng ngày là đều phải tìm ra cái hạnh phúc trong con đường của chúng ta đang đi. Chứ không phải là chỉ khi nào chạm được vào cái mục tiêu và cái đỉnh cao đó thì chúng ta mới là hạnh phúc. Bởi vì đơn giản là nếu mà tôi nói ví dụ ngày hôm nay tôi đang mong muốn tôi có 100 tỷ chẳng hạn. Thế tôi cứ làm hàng ngày, tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và đau khổ vì mình chưa có 100 tỷ. Thế rồi một ngày đó mình chạm đến mức 100 tỷ. Cô kế toán báo với mình một câu là anh ơi, anh có 100 tỷ rồi chẳng hạn. Chúng ta sẽ ngả người xuống ghế, đúng không? Đầy hạnh phúc. Thế nhưng mà hạnh phúc nó qua đi cực nhanh. Nó chỉ được tầm khoảng 10-15 phút thôi. Và sau khi cái ly rượu mừng chưa kịp uống hết thì lập tức chúng ta mới nhận ra rằng 100 tỷ nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Bây giờ mình lại muốn mua cái nhà mà có hơn 100 tỷ cơ. Thế bắt đầu lại một cuộc hành trình mới. Và rồi bắt đầu chạm tay vào 1.000 tỷ chẳng hạn. Thì lại thấy ồ chết rồi, con cái dạo này ở nhà nó hư quá. Bắt đầu nó mang tiền của bố mẹ đi phung phí. Bắt đầu nó đi vào con đường sa đọa. Lúc đấy thì 1.000 tỷ hay 100 tỷ thì cũng không thể nào có thể mua lại được. Thế cho nên nếu mà chúng ta nhận thấy rằng là hạnh phúc nó không phải là một cái điểm đến, hạnh phúc nó không phải là một cái dấu mốc mà chúng ta cần phải đạt được, và đặc biệt hạnh phúc lại càng không phải là những cái câu chuyện nó chỉ đơn thuần là tiền bạc hay là vị trí. Có nhiều gia đình khi mà chưa có nhiều tiền, có nhiều người khi không chạm được vào những cái đỉnh cao quyền lực đấy thì người ta còn cảm thấy yêu đời, còn cảm thấy lạc quan và tự tin. Thế còn càng mà đạt vào những cái mức độ cao hơn như vậy thì trông họ bắt đầu trở nên nó mệt mỏi, căng thẳng, chán ghét mọi thứ, và thậm chí là còn nghi ngờ tất cả những giá trị trong cuộc sống này. Thế cho nên cái cuốn sách này tôi nghĩ rằng là nó ra đời, tôi nhắc lại là tôi không cần phải đọc, bởi vì có thể nó nói những câu chuyện khác, có thể nó nói về những cái gì đó khác, nhưng mà cái tiêu đề cuốn sách này tôi nghĩ rằng đã góp phần làm cho cái cuốn sách này trở thành một trong cuốn sách bán chạy nhất. Bởi vì cái tiêu đề đó là vị tu sĩ đã phải bán đi chiếc Ferrari của mình, tức là một hành động nó gọi là từ bỏ. Liệu chúng ta có dám từ bỏ những gì mà chúng ta đang theo đuổi hoặc không? Từ bỏ thì nó hơi quá. Liệu bao giờ chúng ta ngồi chúng ta nhìn lại xem những gì mà chúng ta đang đi, mục tiêu của việc chúng ta đang đi đó là gì, và chúng ta đang cố gắng phấn đấu vậy là để đạt cái gì đây? Chức vụ chăng? Tiền bạc chăng? Hay là một cái thách thức nào đó mà do chúng ta đặt ra mà chúng ta chinh phục bằng được, nhưng trong cả quá trình chinh phục chúng ta không thấy vui, và kể cả khi chúng ta chinh phục được cái mốc đó chúng ta cũng không thấy hạnh phúc lâu dài. Cho nên ở đây có rất nhiều người thầy dạy là hạnh phúc là đi từ một điểm A đến một điểm B, và khi chinh phục được điểm B đó thì phải trải qua rất nhiều các khó khăn thách thức, để rồi đến điểm B khi chúng ta trở thành người chiến thắng thì chúng ta tiếp tục tìm một điểm C nào đó khác để chúng ta đi, và liên tục là những chặng đường đi như vậy. Và hạnh phúc nó sẽ xuất hiện ở các cái điểm là chinh phục được B hay là C đó. Thế tôi thì tôi lại không nghĩ như vậy. Còn những nhà khoa học trong cả một quãng đường dài họ không phát minh được cái gì cả. Có những nhà kinh tế chưa bao giờ họ được đặt tên vào danh sách những người giàu nhất thế gian hay là giàu nhất quốc gia cả. Có những người kỹ sư trong cả quá trình đi làm họ chưa từng được ngồi vào vị trí của một người lãnh đạo, đúng không ạ? Có những cô giáo dạy mười mấy năm ở vùng cao chưa bao giờ đạt được danh hiệu là chiến sĩ thi đua toàn quốc hoặc là giáo viên giỏi toàn tỉnh, nhưng tôi thấy họ vẫn hạnh phúc. Bởi vì họ tìm thấy hạnh phúc trong từng ngày họ sống, trong từng việc họ làm, trong từng giây phút họ suy nghĩ. Và họ đang làm chủ cái công việc của họ, cái cuộc chơi của họ, chứ không nhất thiết là phải đạt được một cái gì cụ thể bằng số lượng hay là bằng chất lượng. Nói như vậy không có nghĩa là họ không cố gắng phấn đấu. Nói như vậy không có nghĩa rằng là họ không nỗ lực mỗi ngày, và họ là người bàng quan và thờ ơ với thời cuộc, không phải. Có một câu nói rất hay: mình chỉ là cái lá, việc của mình là xanh. Có những người chỉ là những người rất bình thường trong xã hội. Nếu bây giờ cứ bắt họ phải đặt ra những mục tiêu như là có B hay có C chẳng hạn, thì cái B đó là gì và cái C đó là gì ạ? Có những người công nhân quét đường, họ chỉ làm công việc lặng lẽ là ra đường nhìn vào cái lá, nhìn đến một túi rác thì họ dọn lại. Và khi họ dọn xong họ cảm thấy vui vì đã làm một điều có ích. Họ đã làm một việc mà họ phải làm. Họ yêu công việc họ làm. Họ yêu cái cảm giác được nhìn thấy người khác hạnh phúc khi đi trên một con đường sạch sẽ. Vậy điểm B của họ là gì ạ? Điểm B của họ chính là nhìn thấy sự hạnh phúc của người khác, nhìn thấy thành công của người khác và nhìn thấy xã hội đang tiến lên. Thế còn hôm trước ấy, thì tôi đã có một cái clip về việc là có nhiều người hiện nay sợ đất nước thành công. Họ ghen tị với sự thành công của đất nước. Họ sợ hãi khi người khác vượt lên. Họ cảm thấy khó chịu khi người khác giàu có hơn mình. Họ cảm thấy rằng là họ cần phải chinh phục những đỉnh cao hơn để trở thành người giàu nhất hoặc giàu nhì cái nơi này và nơi khác. Những người đấy tôi nghĩ rằng không bao giờ hạnh phúc. Và cũng chắc chắn là họ không bao giờ dám bỏ đi cái Ferrari của mình để tìm đến một con đường nó khó khăn nhưng mà nó có nhiều niềm vui thực sự hơn. Ở đây các bạn trẻ, khi chúng ta đã thiết lập rằng là con ra trường, con phải tìm kiếm công ăn việc làm thật tốt để có cơ hội thăng tiến, để rồi sau đó là con đi nước ngoài thì càng tốt, để con lấy cái bằng thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài, xong con xin việc ở công ty nước ngoài thì càng tuyệt vời, con không phải trở về Việt Nam này. Thế nhưng đã bao giờ các ông bố bà mẹ nghĩ cho con mình cái việc con mình nó phải học một thứ ngôn ngữ không phải tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ, chầy chật để tranh những học bổng ở nước ngoài? Nếu nó thật sự nó yêu thích học, tôi không nói nhé, tôi nói tôi loại trừ những trường hợp mà người ta thích học và người ta đam mê học và người ta gọi như cảm thấy cái việc dùng thứ ngôn ngữ nước ngoài thích hơn cả tiếng mẹ đẻ, rồi họ tìm cái công việc ở nước ngoài, họ cảm thấy thực sự yêu thích cái môi trường đấy, họ không thích về quê hương. Nếu họ thật sự thích, tôi chúc mừng họ. Thế nhưng ở đây chúng ta có nhiều bạn trẻ cũng không có thích. Tôi gặp mấy bạn trẻ đi học nước ngoài về kêu như vạc vậy. Úi dồi, anh ơi, đi nước ngoài ăn khổ lắm, em chỉ ước được ăn một món ăn của Việt Nam. Úi dồi, anh ơi, làm công ty nước ngoài căng thẳng lắm, toàn 10 giờ đêm mới được về. Úi dồi, anh ơi, nói chung là lúc nào cũng phải nói tiếng Tây. Khi nào muốn chửi thằng sếp một câu mà nhiều khi không biết chửi như thế nào cho nó bỏ, khó chịu lắm anh ạ. Ui anh ơi, nó nhìn thấy người châu Á da vàng, tóc đen của mình nó vẫn có sự phân biệt đối xử nhất định đấy anh ạ. Thế nhưng mà thôi kệ, nó lương cao phải chấp nhận. Tức là tôi không thấy các bạn vui, tôi không thấy các bạn phấn khởi. Thế các bạn làm điều đó để làm gì? Sao các bạn không về Việt Nam đi? Sao các bạn không làm cái gì đó mà thật sự bạn thích ở đất nước mình đây này? Bạn ghét bị bọn Tây chửi thì về đây cho người Việt Nam mình chửi vậy. Bạn không thích làm việc trong môi trường, bạn không thể hiểu tất cả mọi 100% những gì người ta nói thì bạn về đây, bạn hiểu đủ 100% những gì người ta nói. Thế nhưng chúng ta lại sợ. Chúng ta nói là gì? Ôi nếu thế em về đây nhỡ đâu em không kiếm được mức lương nọ, mức lương kia thì sao? Thế cái mức lương đó là cái gì vậy? Cái đấy là do ai bắt bạn phải có mức lương như vậy ạ? Thế theo bạn mức lương 10.000 đô là cao hay mức lương 100.000 đô là cao, hay mức lương là bao nhiêu là mức lương bạn cảm thấy đủ ạ? Cá nhân tôi đã từng làm những việc có mức lương 2 triệu một tháng. Đã từng làm những công việc có mức lương vài trăm triệu một tháng. Đã có những lúc kiếm được rất nhiều tỷ đồng và cũng có những lúc chẳng kiếm được đồng nào. Đây như giai đoạn này chẳng hạn, dịch chẳng hạn, có thể giờ này vẫn đang ngồi ở nhà để tâm sự với các bạn đây. Ngày hôm nay tôi chẳng kiếm được đồng nào cả. Nhưng tôi vẫn vui, vì tôi đang làm một cái việc tôi rất thích và tôi hạnh phúc. Đó là tôi chia sẻ cái clip này với các bạn. Thế điểm B hôm nay của tôi là gì ạ? Tôi chẳng có điểm B gì khi tôi thức dậy ngày hôm nay cả. Tôi chỉ thấy rằng tôi cần làm một việc gì đó mà tôi thấy thích, thấy mình đóng góp vào giá trị. Và tôi làm clip này. Sau khi làm clip này thì tôi có thêm bao nhiêu tiền ạ? Tôi chẳng có thêm đồng nào cả. Chức vụ tôi to hơn không ạ? Tôi không to hơn. Tôi làm việc này vì ai xui khiến ạ? Chẳng ai xui khiến tôi cả. Ai ép buộc? Đương nhiên là không ai ép buộc. Nhưng tôi vẫn thấy một ngày hôm nay là một ngày rất hạnh phúc. Buổi sáng ở nhà tôi đưa con tôi đi xung quanh đây, thăm bể bơi và ngắm cây, nằm dài sưởi nắng. Sau đó về ăn một bữa cơm ngon lành do vợ nấu. Sau đó thì vừa rồi là dọn dẹp nhà cửa, mặc một cái áo mà bình thường mình không được mặc. Đi làm thì phải mặc áo có cổ, đúng không ạ? Là phải, có thể là thậm chí là phải gò bó trong cái cà vạt. Thế nhưng hôm nay tôi thấy rất vui và hạnh phúc. Điểm B hôm nay của tôi là gì ạ? Chả là gì cả. Điểm A của tôi ở đâu ạ? Cũng chẳng ở đâu cả. Vì vậy ở đây, mục tiêu của cuộc đời là rất quan trọng. Nhưng mục tiêu của tôi rất đơn giản: trở thành người có ích và trở thành người hạnh phúc. Tôi không có nhiều điểm B và tôi không có nhiều điểm C. Tôi có kế hoạch, nhưng hỏi tôi là kế hoạch đó để làm gì ấy, thì tôi trả lời rất đơn giản: kế hoạch đó để tôi cảm thấy hạnh phúc. Còn nếu lúc nào cũng phải gò mình cho một cái kế hoạch khắc nghiệt để đạt điểm B nào đó và cho rằng điểm B đó là hạnh phúc. Tôi phản đối điều đó, ít nhất ở góc nhìn của cá nhân tôi. Thế các bạn có thể nói là tôi là một kẻ thất bại chăng? Đấy là cách nghĩ của bạn. Còn tôi vẫn thấy tôi đang là một người thành công. Tôi sống đúng với những gì mà tôi thích. Tôi làm những việc mà tôi cảm thấy có ý nghĩa và có giá trị. Mặc dù điều tôi làm có thể không phải là giúp tôi đạt được điểm B, nhưng tôi có thể giúp các bạn đạt được điểm B chắc. Các bạn đang là con người thụ động và tiêu cực. Các bạn trở thành một người tích cực và năng lượng hơn. Vậy điểm B của các bạn đấy, tôi đã giúp các bạn làm điểm B đó. Vậy điểm B của tôi có thể coi là tôi nhìn thấy sự hạnh phúc của người khác, thành công của người khác. Và tôi sẽ rất hạnh phúc nếu các bạn mua được Ferrari. Còn tôi cũng như rất nhiều người khác có thể sẽ phải bán đi cái Ferrari của mình để tìm đến những con đường, những giá trị thiết thực và có ý nghĩa hơn. Một cái thông điệp nó cũng tương đối là khó hiểu, nó cũng tương đối là chẳng đâu vào mới đâu, đúng không ạ? Và bạn cũng đừng hỏi tôi, vậy tóm lại thông điệp của clip này là gì? Mục tiêu làm clip này là gì? Mục tiêu tôi rất đơn giản. Tôi làm clip này vì tôi cảm thấy tôi hạnh phúc, và tôi sẽ đem đến sự hạnh phúc đó cho những người đang xem clip này. Vậy là đủ rồi phải không các bạn? Nào, chúng ta hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần, bán đi chiếc Ferrari của mình để trở thành một vị tu sĩ. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.